Cỏ đi dày ghê trời. Lâu quá không cắt. Ủa tới rồi kìa. Ơi nắng như vậy. Ủa? Vô đây, vô đây. Phát cỏ hả? Trời ơi. Bác làm vườn. Con chào bác làm vườn. Nó ồn quá bác không nghe đúng không? Không nghe vậy trơn á. Con hỏi bác từ ngoài bác không có trả lời con. Hỏi gì? Con hỏi bác phát cỏ hả? Đúng rồi. Phát cỏ là cái gì? Phát cỏ là... Nè. Là giống như cắt cỏ hả? Ờ. À. Thường phát là người ta cầm cái đồ người ta phát. Còn đây là mình cắt bằng máy. À. Thử không? Dạ. Hay lắm. Vô. Được, thử đi. Ờ, em thích mà giật giật luôn lên vậy. Tại sao anh? Giật luôn hả? Thích giật. Đã chưa? Ủa? Đeo đi vô ông nội. Ủa vậy hả? Đeo vô, đeo như đeo túi sách vậy đó. À. Từ từ nha. Rồi đó. Cái này là cái cần đó. Bóp là dứt. Đó. Ồ. Coi chừng. Ê, ê. Không ổn hả? Không ổn rồi. Đúng rồi nha, em làm đúng không? Đúng rồi đó, nhưng mà đeo là không ổn thôi. Ủa? Cắt cho nó bằng á, đừng cho cắt cuộn nó xuống. Thôi nghỉ đi em ơi. Thôi bỏ. Nghỉ thôi đi, bỏ đi. Nghỉ đi em. Rồi, kéo nó xuống, kéo nó xuống. Rút bỏ kéo xuống. À, kéo xuống. Rồi kéo lên. Rồi đó. Em coi chị nè. Thôi thôi thôi. À, thôi. Ba để con thể hiện. Chị thấy em làm chị mất tức quá à. Nhìn em vô là. Không phải tại vì lần đầu tiên em làm chuyện này. Tao thấy hai đứa mày tao tức quá. No. Phải đưa nó vô cái eo. Để nó hư cái nách vậy đó. Hư nách vậy đó. Được không? Còn em giúp vé không? Thôi được rồi, được rồi. Cái nghề này khó quá. Ủa sao nãy chị nói hay lắm mà. Em coi chị nè. À thôi thôi. Hả? Thôi. Ba để con thể hiện. Chị thấy em làm chị mất tức quá à. Nhìn em vô đã. Không phải tại vì lần đầu tiên em làm chuyện này. Tao thấy hai đứa mày tao tức quá. Nè mà có Rit Fan ở đây là anh nói chị hay ra vẻ. Đi qua đây. Trời ơi. Ủa sao có cái này mới rồi ba? Trời trời, chương trình của ta phải mới chứ. Này gì ba? Này là cái bản đồ Việt Nam. Không, ý là để làm gì vậy? Để cho nghệ sĩ nào đến từ vùng quê nào thì ký tên vào vùng quê đó. À, à hợp lý không? Trời ơi, hay vậy? Hay không? Để bây giờ đố Buka này. Dạ. Gỡ đâu ra mà ngay cái Đồng Tháp luôn, đố luôn. Đồng Tháp ở đâu bên đó? Ủa? Vậy thì bên đây. Tại vì biết sao không, thấy Võ Tấn Phát ở Vĩnh Long là cái bên nè. Cái gỡ đây, ai vậy Bến Tre. Ôi chị có biết về vị trí quê chị không? Biết, tại chị kế Vĩnh Long nè, em thấy không? Chị thấy Võ Tấn Phát nè, là ở đây, Võ Tấn Phát ở Vĩnh Long đúng không? Cái chị gỡ đây vậy. Thôi chị qua đây chị ký giùm em đi chị. Chị thấy dễ thích quá. Dễ thương quá. Để coi ký đúng không nha, không hay lại bị ngược nha. Dạ, đúng mà. Ngược rồi. Ủa? Thấy chưa? Ủa? Đời, bạn cùng lớp Liên Vĩnh Phát với là Ricky Star đây. Ủa sao chổng đầu xuống vậy? Ông ơi, tại biết không, cái cục này nó quay đầu nào nó cũng đẹp hết trơn á. Thôi bớt bớt ơi. Da ra cho người đàn ông trưởng thành ta làm việc nè. Để coi làm được tới đâu. Em ký ở trên Huế nha. Đây, Phương Lan ký cũng gần hết rồi. Ủa? À, ký bằng cái chữ này đẹp nè. Cái viết này đẹp nè. Sao nhà ba nắng quá vậy? Trời, nắng mới tốt. Nó viết thêm chữ Huế này gì vậy ta? Ờ, rảnh lắm. Trời đất ơi. Hay tạo nét lắm. Hay mình xóa đi. Ê, bà đi ta. Tính ra thằng bé này nó ký cũng ok quá ha. Nhìn không biết được ghi tư kiện luôn. Trời ơi. Bao giờ mới trưởng thành? Không lẽ suốt đời chị dạy dỗ em hoài. Rồi. Xong chưa? Dạ rồi. Chụp tấm hình nào. Đó. Chụp chung hay chụp riêng? Chụp riêng. Chụp chung đi. Tốn hai tấm phim của ảnh. Không, phim thoải mái. Tao biết chụp không vợ sao con. Từ từ, tao phải chụp thấp để nó đẹp nè. Đẹp không? Đẹp không? Trời, con đâu biết ở đây có này đâu, con đem theo cái máy chụp hình. Trời, nhà ta gì không có, ghim vô. Đâu biết, bữa trước xuống có đâu. Cái đó là lúc mà đi chơi. Bữa nay quay chương trình cái bà đặt ngựa ngựa đem ra. Chứ sao? Đứng đây được chưa anh? Quá đẹp. Thằng này nó đẹp trai dữ trời. Ai mà yêu được này nhất, hạnh phúc lắm á. Đúng rồi anh thấy đây ai là người hạnh phúc nhất?
thôi đừng hỏi. Hãy hỏi lắm, hãy hỏi cho người ta nói vậy. Qua đây. Hôm nay mình vô bảo tàng hay sao? Đâu có. Đây là những vị khách đầu tiên nè. Tính là ba chụp đẹp nha. Trời ơi trời. Đó. Rồi, sao chị trừ cho chị néo bên bên cho em nữa chị. Ủa? Cái lỗ đó hai hình được. Rất nhỏ, rất nhỏ này lụm cho ta kìa. Trời ơi. Rất ai vậy? Rất hũ đằng. Em muốn kế bên. Ấy, trời ơi. Ơi. Sao quá chương trình ta quá chị, à. Chị ghét hũ đằng với Võ Tấn Phát lắm đúng không? Chị làm rớt hình hũ đằng Võ Tấn Phát không nè. Em muốn lật đổ hai cái này sao? Được không? Được. Rồi. Em muốn kế bên chị hả? Đúng rồi. Trời, em muốn cái bên chị hả? Đúng rồi. Sao nghe mấy câu chuyện này người đến tức anh ách. Anh uống gì chưa? Dạ chưa chứ. Đi từ sáng sớm mà. Đúng xe, rồi. Xe nhà ba lại rước đó. Đúng rồi. Đẹp không? Cái lỗ này hay ghê anh Giang. Trời ơi. Cái lỗ này bé này dành riêng cho hai đứa mình. Mời vô nhà. Đi. Cho con ghé cái chỗ đó đó. Đó đó là chỗ nào con? Cái chỗ đó đó ba. Chỗ mà để mình thoải mái hơn á. Nơi mình dừng chân á hả? Dạ. À chị muốn đi toilet á hả? Em này tới vậy. Ta đã kín đáo con gái ta kín đáo rồi. Nói chuyện tới nhị vậy rồi. Em đâu có biết đâu. Ủa sao bữa nay có hai đứa mình xuống đây hả? Hai đứa thôi chứ chuyện nhiều. Ủa sao em thấy bình là bình thường mình xuống đông đông. Nhiều lắm mà anh. Cái đó là riêng lẻ, còn này cặp đôi rồi. Ủa? Cặp đôi. Đúng rồi. Chị em ta kêu cặp đôi thì cũng là một cặp thân thiết. Vậy chắc số mình là chiếu Valentine năm sau á. Không có đâu.